Chào tất cả các bạn. Hôm nay tính chung.vn sẽ quay trở lại các bạn về các cái chủ đề. Thứ nhất là về cách tạo động lực cho cái việc mình học tiếng Trung ra làm sao. Thì kết nối bây giờ đang hơi yếu nên mình đang chờ một chút về xem kết nối nó có tốt lên không. Ok, nó đã được rồi đấy. Kết nối cũng tạm ổn, bởi vì thực ra bây giờ đang đứt cáp quang nên là chúng ta cũng khó có thể trông chờ là nó có một cái buổi live stream thật là ok. Nhưng mà thôi, có sao ta dùng vậy các bạn nhé. Hôm mình có nhận được rất nhiều các câu hỏi về liên quan là tạo động lực trong việc học tiếng Trung. Các bạn cứ học khoảng một thời gian, thường bài 1 đến bài 3 ấy thì ok, hăng hái lắm. Nhưng mà sau đó thì đến bài thứ 4, thứ 5 là bắt đầu các bạn chán. Thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái việc chán đấy là tại đâu. Chán đấy là bởi vì mình cái số lượng từ nó tăng lên nhiều quá, chúng ta không có viết được. Xong chúng ta không có phương pháp, nên là chúng ta té, chúng ta giải tán. Cái khối lượng bài tập tăng lên rồi, cộng thêm cái gì nữa? Cái tức là cái nhiệt huyết ban đầu tự nhiên nó giảm dần đi thì nó cũng làm cho cái việc là học của mình nó bê trễ, rồi là có những cái yếu tố bên ngoài tác động chúng ta rất nhiều. Thì tôi chỉ lấy cái kinh nghiệm thực tế của tôi để giải quyết cho các bạn thôi. Tôi cũng hay bị tác động rất nhiều thứ bởi bên ngoài. Ví dụ như là bố ốm hoặc là hàng xóm láng giềng cãi nhau hoặc cái gì đấy. Thì cái đây là một cái vấn đề rất khó và chúng ta quan điểm của tôi là phải triệt tiêu những cái yếu tố tác động bên ngoài đến chúng ta. Nhiều bạn bảo là bởi vì không có thời gian để học, đúng là không có thời gian thật. Bởi vì đang học nhoàng phát lại có đứa rủ đi nhậu, rủ đi nhà nghỉ hoặc đứa đi đi chơi, nên đơn ra là rất là không có thời gian nữa. Các bạn có các câu hỏi liên quan đến tiếng Trung thì cứ hỏi bên dưới nhé. Khoảng 10 phút nữa khi mà mình nói xong chủ đề của mình thì mình sẽ trả lời các cái câu hỏi đó của bạn. Thì ví dụ như mình ấy, thì mình hạn chế rất nhiều. Ví dụ ai mời mình đi nhậu là mình không có đi. Đi cà phê chém gió rồi là uống trà đá gì đấy là mình tuyệt đối không có đi. Trừ những trường hợp là mình phải cực kỳ là yêu thích thì mình rất là thân thiết thì mình mới đi. Còn không là mình sẽ dành thời gian là để mình tập trung ở nhà mình học tiếng Trung và mình làm các cái thứ liên quan đến công việc của mình. Tại vì một cái thời gian một ngày chúng ta đều như nhau, có 24 tiếng thôi. Thì bây giờ bạn phải vẽ một cái biểu đồ nhé. Vẽ một cái hình nhé. Bạn chia ra các công việc quan trọng này, công việc khẩn cấp này, không khẩn cấp này, không quan trọng này. Thì kể ra các ô ấy thì cái nào mà nằm được đã quan trọng nhưng lại khẩn cấp thì bạn giải quyết nó, đúng ạ. Thế còn cái nào mà quan trọng nhưng không khẩn cấp lắm từ từ giải quyết. Thế cái việc nào mà không quan trọng mà cũng chẳng khẩn cấp thì giải tán kệ nó tính sau, đúng không? Đấy. Thì mình toàn phải ghi ra những cái việc như vậy và mình cho rằng đối với mình việc học tiếng Trung đang là việc quan trọng nhất, dạy tiếng Trung là quan trọng nhất, nên là mình cứ đẩy công việc đó lên những cái việc khác bớt đi. Và mình thấy là như này, mình bạn bỏ bớt đi cái thời gian là Facebook liên tục. Mình hầu như không phải là Facebook liên tục đâu. Một ngày mình dành cho Facebook khoảng một những cữ giờ nhất định, ví dụ như khoảng 3 đến 4 lần thì sẽ vào giờ nào đấy mình thích thì mình vào thôi. Chứ không phải lúc nào mình bấm bấm cái Facebook đấy thì nó sẽ làm sao nó hút hết thời gian của mình, không có thời gian làm việc khác. Đấy, thì chúng ta phải tiết kiệm thời gian thì mới có thời gian dành cho việc học tiếng Trung. Thế ví dụ như là mình hay nhờ nhà mình thì mình hay thuê. Ví dụ như là mẹ vợ mình bảo là thôi nấu cơm đi thì mình thuê bạn giúp việc về nấu cơm. Vợ bảo giặt quần áo đi, mình thuê người giúp việc về giặt quần áo. Thì nhà hàng xóm làm mình ầm mình không học được. Mình thuê cái đội làm về làm cái cách âm của sàn nhảy ấy, họ đến họ làm cách âm cho nhà mình. Thế thì bên hàng xóm cũng đánh nhau chửi nhau là mặc kệ. Thì mình vẫn cứ giải quyết công việc tiếng Trung của mình. Mình làm việc ở studio rất là tốt. Và mình phát hiện ra là chỉ có yên lặng thì các bạn mới học được. Còn nếu mà nhà các bạn ầm ĩ buôn bán kinh doanh thì mọi người ầm ào các bạn không học được đâu. Còn một số bạn bảo ư em nghèo không có điều kiện như thầy thì làm nào. Lên thư viện quốc gia ở chỗ chàng thi ấy nhé. Hoặc là các bạn làm một cái kiếm một cái chỗ nào yên tĩnh mà học. Tôi nghĩ là ở Hà Nội thì nó ồn đấy. Nhưng mà đâu đó thì cũng có những chỗ nó vắng vẻ để có thể chúng ta ngồi học được. Chứ không phải không có. Yên tĩnh là một này, là yếu tố, một yếu tố. Thứ hai là phải sắp xếp các công việc khác. Thằng nào nó ở cái ô gọi là quan trọng và khẩn cấp thì chúng ta mới động đến, còn không khác đẩy nhờ người khác làm hoặc là
đẩy lùi nó ra lúc khác làm sau, hoặc thậm chí bỏ nó. Bây giờ mình rất thú vị với việc là không phải là mình làm gì, mà là mình thú vị ở chuyện là mình không làm gì. Ví dụ như có những việc là mình sẽ tuyệt đối không có làm, nấu cơm rửa bát không, quét nhà không, đi phơi quần áo không, bởi vì đó thuê được, mình không có làm. Còn các bạn bảo không thuê được làm nào thì nhờ nhờ bố, nhờ mẹ, nhờ em, bởi vì mình đang đặt tập trung là tháng này phải thi đỗ HK chẳng hạn, thì mình phải tập trung cao độ vào cái môn tiếng Trung thôi, đúng không? Chứ mình không, các cái thứ khác mình phải hy sinh, làm sao mà làm cùng lúc giỏi tất cả mọi thứ được. Đấy. Mấy cả mình phát hiện ra một cái động lực là khi mà các bạn học một thời gian ấy, thì cái số lượng từ nó nhiều lên và nó khó hơn. Nó khó hơn thì các bạn sẽ bắt đầu chán. Chán thì mình hay xé lẻ mục tiêu. Mình sử dụng cái chiến thuật xé lẻ mục tiêu, tức là ví dụ nhé, bây giờ mình đang phải dạy các bạn, mình đang soạn giáo án cho cái bộ này. Hán ngữ năm đến ngày hôm nay là mình gần như là xong rồi các bạn nhé. Mình gần như xong rồi đây. Đến ngày hôm nay là ok rồi. Là chỉ còn một bài nữa. Thì mình làm bằng cách như sau. Một bài này nó rất là dài. Thì mình Hán ngữ năm này mình tách này. Mình vào studio 6 lần. Mỗi lần mình chỉ giải quyết được một phần công việc thôi. Thế cứ dần dần. Thế lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thế thứ năm, thứ sáu. Nhưng mà với điều kiện là mình chơi đâu, mình chỉ chơi luẩn quẩn quanh đấy thôi. Xong chơi khoảng 10-15 phút xem phim xem viết, mình lại chạy vào mình làm tiếp. Thì mình khi mà bạn xé lại mục tiêu như thế, bạn cảm thấy đỡ sợ. Chứ bạn nhìn cả một khối lượng, bây giờ mỗi bài của nó khoảng độ 12 trang, khoảng 12 bài tập mà bài khóa cực dài luôn, thì làm sao mình sẽ sợ, mình chán, nhưng mình tách xé lẻ mục tiêu ra thì mình làm dần thì các bạn sẽ ok. Đấy, thì cách mình đang áp dụng nó là như vậy. Thứ nhất là phải có chỗ yên tĩnh để học. Thứ hai là phải đẩy tất cả công việc không quan trọng, không khẩn cấp cho những đối tượng khác làm, hoặc là hạn chế, hoặc là đẩy lùi, hoặc là bỏ nó đi, không chịu làm. Ví dụ bình thường ngày tắm 3 lần thì giờ 8 lần thôi, hoặc tuần 8 lần nhỉ. Ví dụ thế, tiết kiệm thời gian. Như mình nhé, các bạn nhìn lúc nào áo mình chỉ có một cái áo màu đen này, màu sẫm đúng không? Hiếm khi mình mặc áo khác. Trong tủ quần áo của mình là khoảng 15 cái áo màu như này mà mình chỉ sử dụng này. Thì làm sao, thì mình mặc áo cũ hay màu mới chả ai quan tâm đúng không? Mà mình cũng không mất thời gian ngồi chọn xem là nên hôm nay mặc áo màu xanh hay màu đỏ, bởi vì có mỗi màu đen thì cứ mặc màu đen cho nhanh đúng không? Ừ. Em mình hay cạo chọc đầu nữa. Chả còn mấy tóc kia, đâm ra gội đầu rất nhanh, tắm giáp rất nhanh. Đấy. Tại vì mình thì mình tiết kiệm thời gian, mình thích tiết kiệm thời gian và mình làm công việc của mình, và mình chỉ yêu thích cái việc học và dạy tiếng Trung thôi. Đấy. Thì đấy là một số các cái chia sẻ để các bạn có thể có được cái cách giải quyết tiếng Trung, bởi vì tiếng Trung khó và dài, không phải đơn giản mà các bạn có thể học lên đến tận đây, trung cấp 1, trung cấp 2 các thứ đây, đúng không? Rồi là Hán ngữ mấy đây. Không phải đơn giản, đúng không? Phải mất rất nhiều thời gian thì mới lên được điều đó. Đấy. Các bạn nào hỏi cái câu gì thì cứ hỏi bên dưới nhé. Khoảng 5 phút nữa mình sẽ trả lời cái vấn đề đó. Tức là các bạn cần phải tự tạo động lực cho mình và bám đuổi nó liên tục. Mà để bám đuổi nó liên tục thì không có cách nào là mọi người thì đều lười như nhau. Mình cũng lười giống các bạn. Thế nhưng mà chúng ta xé lẻ mục tiêu và bắn chút một chút một chút một. Tiết kiệm thời gian cho nó và mỗi chút làm một chút thôi. Cứ làm 10-15 phút bạn lại nghỉ nhé. Xong bạn thư giãn, xong lúc sau bạn lại chạy vào làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp. Có điều bạn đừng có bị sao nhãng bởi những người bên ngoài đi lang thang, hoặc đi nhậu, đi chơi, hoặc đi nhà nghỉ hoặc gì đấy, bạn sẽ bỏ qua được chưa? Đấy. Đấy, đấy thì là cái kinh nghiệm của mình để mình có thể theo đuổi được cái môn này. Thế còn một cái cách học nữa mình cảm thấy là nó sẽ nhanh và đứng trên vai người khổng lồ. Ví dụ hiện giờ mình đã đi cũng đi tham gia những cái khóa học lên đến hàng chục triệu, chục buổi, rất là tốn kém, mỗi buổi cả triệu đồng, nhưng mà mình không tiếc bởi vì đứng trên vai người khổng lồ bạn ơi. Tức là mình đi học với người giỏi nhất, thế là kiến thức của người ta 10 năm, 20 năm người ta nghiên cứu vào đầu mình luôn, mà mình áp dụng công việc mình lắm tiền hơn, hạnh phúc hơn. Cũng giống như trong ngành tiếng Trung chẳng hạn, ví dụ bạn đi học một cái người cô giáo vừa tốt nghiệp đại học, hoặc là một cái người năm thứ nhất, thứ hai đại học, so với mình thì bạn biết luôn đúng không? Học với mình có thể cũng đắt hơn một tẹo, thế nhưng mà nó hiệu quả hơn nhiều. Bạn có thể biết nói nhanh hơn, rất là ok, đúng không? Đấy. Thì mình còn một cái kinh nghiệm nữa là mình chọn cái người giỏi nhất trong ngành mà mình đang cần học thì mình sẽ tiến bộ nhanh hơn. Về phần tài liệu cũng thế. Về tài liệu thì mình phải chọn một cái cuốn sách mà bạn cảm thấy ưng, nó hiệu quả, nó hay thì bạn học. Chứ cái cuốn sách mà nó quá chán, chất lượng nó quá lởm thì cũng không không hay. Thì ví dụ như là mình về sách về tư vấn học ấy, thì mình vẫn đã tư vấn cho các bạn đây này. Thứ nhất là về giáo trình nghe, các bạn cũng rồi có bạn hỏi giáo trình nghe đây. Nó có một bộ về giáo trình nghe như này, cũng 300-400 nghìn này. Đấy. Thế còn khẩu ngữ nó có một cái bộ về khẩu ngữ rất là hay, mới của Trung Quốc rất là hay. Đây. Tiếp tục nó còn có một cái bộ về nghe nói, Think Sure.
khăn ủy thinh showroom ấn bộ nó như thế này, các bạn có thể mua ở tiếngchung.vn. Đấy, đây thì mình đây là giáo trình nghe thì mình vừa nói rồi, nghe nó còn có cả một quyển này nữa. Đấy, nó một bộ mấy mấy quyển cơ. Thế còn cái giáo trình chính của các bạn nhé, giáo trình chính của các bạn thì bạn sử dụng cái bộ Hán ngữ 6 tập này, loại mới này nhé. Đấy. Thế còn sau có bạn hỏi là sau 6 tập đấy thì làm thế nào? Sau 6 tập thì đây, trung cấp 1, trung cấp 2 thì bạn dùng dùng Búa Giả đi, đời mới nó hay, nội dung nó xuất sắc. Tiếp có một số bạn hỏi mình về vấn đề về ngữ pháp thì đây, quyển sổ tay người học tiếng Hoa là quyển chuyên hay nhất để mà học về ngữ pháp tiếng Trung. Có một số bạn hỏi về các cái chủ đề từ vựng ấy, thì như nào, ở đây có một quyển rất hay, nó có cả tranh nữa, các bạn có thể nghiên cứu. Tất cả các quyển sách này thì bạn có thể là qua tiếng Trung.vn số 10 ngõ 156 Hồng Mai Bạch Mai mua, hoặc bạn chuyển khoản thì bọn mình sẽ gửi sách cho bạn. Còn cụ thể như nào các bạn inbox cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trả lời các cái câu hỏi mà các bạn đã đưa ra dưới này. Thì trước khi trả lời câu hỏi này mình vẫn muốn check lại cái những cái phần mình vừa nói là cách tạo động lực để mình có thể bám đuổi môn tiếng Trung này một cách ok. Thứ nhất là phải kiếm một chỗ yên tĩnh. Nếu mà không đủ điều kiện làm cách âm giống như mình thì bạn phải kiếm một chỗ yên tĩnh nào đấy để học. Ầm ĩ không học được. Hai là chúng ta phải biết từ chối, biết từ chối. Ví dụ từ chối đi ăn, đi nhậu, đi hát, đi chơi, từ chối những cái việc không quan trọng, từ chối những việc không khẩn cấp. Đấy. Và cái thứ tư nữa là phải biết outsource các công việc cho người khác, thuê cũng được hoặc nhờ cũng được, làm nào để đẩy những cái công việc không quan trọng đấy cho người khác làm. Ta chỉ làm việc quan trọng thôi. Đó. Tiếp tục một cái nữa là tìm niềm vui trong học tập. Đó là xem các cái bài hát tiếng Trung, phim tiếng Trung hoặc là clip hài tiếng Trung. Những cái thứ đấy ở đâu? Các bạn sẽ liên lạc với mình sẽ cho. Hoặc là các bạn lên YouTube nhé, search này, học tiếng Trung qua bài hát, cách ra Phạm Dương Châu, enter, có cả một kênh bài hát cho các bạn học. Các bạn lên là học tiếng Trung các clip hài, cách ra Phạm Dương Châu, enter, cũng ra một kênh clip hài 1.000 thứ để cho các bạn học. Hoặc là nếu mà học một cách chính thống các bạn gõ học tiếng Trung Phạm Dương Châu, enter thì ra luôn cái 10 triệu, 11 triệu view và khoảng hơn 1.000 cái clip mình dạy học cho các bạn. Tức là chúng ta học với niềm đam mê. Đấy. Tiếp còn một cái nữa mình cần phải nói các bạn là xé lẻ mục tiêu. Tức là cả một cái bài nó dài như thế này, nó gồm có khoảng độ 12 bài tập như thế này, thì các bạn phải xé lẻ nó ra mỗi lúc. Tức là cứ 15 phút giải hết một hai bài tập lại lượn. Thế là 6 lần như thế mới xong. Thế nhưng mà như thế chúng ta vẫn về đích một cách thư giãn. Đó. Cũng giống như mình đi tập gym, chỉ có giờ mình tập một cách kiểu cực kỳ điên cuồng, chăm chỉ, mình lười mà. Thế mình cứ giả vờ ngắm gái tí, xong rồi quay lại tập tập một túc, xong rồi lại ngắm gái, quay lại tập túc, xong rồi lướt Facebook một tí, xong lại tập tập một tí. Thế dẫn đến cuối cùng là mình vẫn tiêu diệt được khoảng 200 calo, thế là đạt yêu cầu ngày hôm đó của mình. Tức là chúng ta phải xé lại mục tiêu ra. Ok. Thế cái phần tạo động lực của ngày hôm nay mình đã nói xong rồi nhá. Bây giờ các bạn muốn hỏi gì thì mình sẽ trả lời các bạn. Ồ, lượng người hỏi rất là nhiều. Viết khó quá thầy ơi. Viết em làm như sau. Em cần phải biết một chữ, các cái phần từ mới trong bài nữa rất là nhiều, thì đều phải viết cái từ mới đấy ra. Đó. Và em cần phải biết là chữ đấy gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện về chữ Hán đấy là gì. Còn nếu em vẫn cảm thấy khó khăn thì em mua chương trình online của anh 1.500 câu chuyện qua chữ Hán, nó nằm trong chương trình online của anh. Thì em truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online là xong. Em muốn luyện nghe quyển 3 nhưng không có máy tính thì học được không? Dùng điện thoại di động cũng được em ạ. Phần nghe đấy thì em có thể qua tiếng Trung chuyển viên là mua cái đĩa MP3, xong rồi bảo người ta nhét vào trong điện thoại cho em để em nghe cũng được. Tiếp. Mọi người Trung nói nhanh quá. Khi gặp người Trung nói nhanh quá thì em bảo là chính nhỉ chai sure, xin ông hãy nói lại. Rồi người ta vẫn nói nhanh, em bảo man man sure, nói từ từ thôi. Đấy là cái cách để mình ép cái tiến độ của người ta xuống, người ta thấy mình ngu quá người ta phải nói chậm lại, hoặc nếu không em sẽ bảo là nì sửa sớm mà mày nói cái gì vậy, kiểu kiểu như thế. Nếu em học Hán một ở nơi khác rồi giờ em chỉ muốn học Hán hai thôi thì vẫn cần mua cả bộ Hán một hai, bên anh nó bán theo bản bộ Hán một hai thiên trạng. Bởi vì sao? Bởi vì kể cả em mua bộ Hán một hai của anh còn rẻ hơn các đơn vị khác. Ví dụ Kina nó bán mỗi 301 nó thu của em 85.000 rồi. Đây bọn anh cả Hán 1 lẫn Hán 2 chỉ thu có 700.000. Thế nên là nó rẻ, đúng không? À, học tiếng Trung qua bài hát được không thầy? Hoàn toàn được. Anh toàn dịch bài hát thế tự nhiên anh giỏi lên. Thế thôi. Em hỏi con cá mực
À, yếu ý. Chảo yếu ý. Yếu ý con cá mực. Học xong Hán 1 có khoảng bao nhiêu từ? Chắc chỉ được khoảng 500 từ. Chưa nhiều lắm đâu. Tại vì toàn bộ cái bộ Hán ngữ 6 tập này này thì các bạn mới có 3.300 từ. Đó, các bạn ấy biết nhé, 6 quyển mới được 3.300 từ. Học Hán ngữ 2. Hán ngữ 2 thì em truy cập Hoàng Hiền, truy cập vào thằng tiếng Trung.vn, mục khóa học tiếng Trung online. À không, tiếng Trung.vn nó có cái mục Hán ngữ 2 đấy, thì em ấn vào đấy, đẩy cùng lúc 6 7 lớp Hán 2 học. Học phí tiếng Trung online là hiện giờ đang là 700.000 cho Hán 1 2 bộ mới. Còn nếu mà lấy cả 1 2 3 4 thì như là 1 triệu 2. Thầy mà học thêm brand thì cực đỉnh. Đăng ký đóng tiền rồi. Đỗ Thanh Phương ạ. Đăng đăng ký đóng tiền rồi. Brand 25 mình sẽ đi. Tiếc là không được học cùng Phương. Học tiếng Trung qua bài hát tốt hơn hay qua phim tốt hơn? Anh thì thấy phim hiệu quả hơn. Bởi vì phim nó rất là nhiều các cái điều kiện của đời sống. Bài hát thì loanh quanh anh yêu em yêu anh, tán gái thì ok, nhưng mà để mà kiếm ăn các thứ thì xem phim nó đa dạng hơn. Nhìn thấy anh là có động lực học, cảm ơn Peter Thành. Nhiều xem nhiều video em lưu tục, chắc sắp đăng ký học tiếng Trung mất thôi. Cảm ơn bạn Ben Caramel. Hôm nào mình cũng phải đi học cái khóa nhiếp ảnh của Ben mới được. Ben mở lớp dạy đi. Anh Châu mới ăn cơm no, đúng, anh vừa mới ăn. Thực ra là anh định làm từ lúc 8 giờ nhưng mà lâu lắm rồi anh không được ăn hải sản, nên vừa đi ăn bữa hải sản rồi về. Xong rồi làm cho bọn em. Cung trần minh trần ru thị chú đi dạo chia. Mạng kém quá. Sắp xong Hán ngữ 5 rồi thì bao giờ thầy update cho khóa online? Những bạn đã mua khóa học trước đây có được dùng ké không? Không được dùng ké Nguyễn Linh ạ. Đó là mồ hôi nước mắt của anh làm ra. Em cần thì em phải mua thôi. Bây giờ em có thể đóng tiền để mua Hán ngữ 5 rồi. Bởi vì nó ở trên web online mà. Thì nó còn sót lại bài 1, à bài bài 13 thì em đâu có học đến bài 13 ngay được. Bài 13 thì ngày mai anh up nốt lên để nào xem được hết thôi. Nhưng bây giờ cứ đóng tiền là nhảy vào học được Hán 5 rồi. Học nghe em đã thi được HK chưa? Thi được rồi Huyền Mỹ Dương nha. Em hỏi trung tâm sắp có ship sách Hán 6 tập đến tận nhà có em ơi. Hoàng Nguyễn chuyển khoản xong bọn anh ship sách. Cụ thể thì Hoàng Nguyễn gọi 0944004400 nhé, sáng mai. Học tiếng Trung kiếm sống được. Em đi Trung Quốc toàn bị bắt làm thế nào để ở Trung Quốc được? Thì tiếng tăm phải ngon thôi. Vậy học cày hết Hán 4 đi em. Có việc gì thì anh Tùng cứ hỏi thẳng trên này đi. Em có giờ nghe điện thoại đâu. Dạy nhiều quá, không không có thời gian nghe điện thoại nữa. Phân biệt cái gì đấy? Lẻng khi nào dùng ờ? Lẻng và ờ khác nhau như sau nhé. Khi nói khối lượng dưới 10 bọn em không dùng ờ nữa. Ví dụ người ta hỏi là ai chỉ cơ đấn lận, bạn yêu mấy thằng rồi? Em yêu mấy thằng rồi thì mình sẽ trả lời là sao? Ủa ai lẻng cơ đấn lận? Em yêu hai thằng rồi. Chứ không nói là ủa ai ơ cơ đấn lận. Ví dụ nhé. Đấy. Ví dụ như trường hợp thứ hai, ví dụ như là mình nói là ủa mải lẻng chin, tôi mua 2 cân, 2 cân tàu ấy. Chứ không bao giờ mình nói uống mãi ơ chi à, nghe nó không chuẩn lắm. Tóm lại khối lượng dưới dưới 10 thì dùng lẻ. Mạng hôm nay chán quá. Anh Châu ơi học ngữ pháp ở đâu, có phần mềm nào không? À ngữ pháp à, đây em qua tiếng Trung.vn mà mua quyển này, số tay người học tiếng Hoa. Cái này do hai cái người Việt gốc Hoa người ta làm rất là ok. Quyển này cực hay luôn, hay nhất trong các cái ngữ pháp. Em qua tiếng Trung chưa biết là mà mua nhé. Thì là xong phần ngữ pháp. Động lực vô Facebook thầy mỗi ngày đúng không? Tuần anh sẽ cố gắng làm 2 lần live live stream cho bọn em. Đó. Quyển sổ tay cho người học tiếng Hoa viết về gì vậy? Nó chính là toàn bộ ngữ pháp về tiếng Trung cơ bản. Ví dụ như bọn em đọc cái quyển Hán ngữ mà bọn em không hiểu ấy, thì bọn em đọc quyển này nó sẽ hiểu. Tức là bác ấy viết một cái đơn giản dễ hiểu hơn. Bộ Hán ngữ 6 tập đó bao nhiêu tiền một bộ? Về sách thì sách giấy thì anh không lường được, nhưng mà chắc tầm 600-700 gì. Em qua tiếng Trung.vn mà mua hoặc là chuyển khoản. Nguyễn Văn Trung nhé. Em biết nghe cơ bản rồi. Giờ học online của thầy trong vòng 4 tháng có thể thi được HK4 được không? Hoàn toàn được nếu mà trong. Ngày mỗi ngày, ngày thông thường mỗi ngày anh học hết một bài đấy. Thì nếu mà em làm được như thế thì thừa sức, không vấn đề gì.
Nếu mình đi làm văn phòng bình thường cần tiếng Trung thì học tiếng Hán mấy là ok? Ít nhất phải Hán 4 nhé. Biết ạ, ít nhất Hán 4. Bởi vì trong văn phòng nhiều khi người ta hỏi ba cái lăng nhăng lung tung nữa, nhỡ mình phải thừa từ để mình giải quyết. Học 4 Hán ngữ cũ trước là được phải không? Được em. Hán ngữ cũ thì nó rẻ. Hán ngữ mới thì nó đắt nhưng mà nó chất. Đấy. Nhưng mà cũ thì mới thì nó chỉ chênh nhau khoảng 10-15%. Em cứ học cũ thì không sao đâu. Sau đấy thì 5-6 cố gắng mua loại mới mà học. Xẻng và dao à? À. Xẻng và dao thì đều là muốn nhá. À. Xẻng nó có các nghĩa như sau. Ủa xẻng nỉ. À, anh nhớ em. À. Ủa xẻng mải chưa cơ tung xị. Tôi muốn mua cái đồ này. À. À, ủa xẻng nến cái quấy chia. Tôi nghĩ bạn nên về nhà. Thằng dao nó có hai nghĩa. Muốn hoặc phải. Ủa dao nỉ, anh muốn em. À, hoặc là ủa dao quấy chia, em phải về nhà. Vậy xẻng và dao khác nhau ở điểm nào? Khác nhau với cái độ quyết liệt. Ví dụ nhé. Bạn vào một kỳ hàng sách, bạn bảo là ủa dao mải chưa cần su, tôi muốn mua quyển sách này, tức là bạn sẽ trả tiền luôn để về. Xong nếu mà bạn nói là ủa sáng mải chưa cần su, tôi muốn mua quyển sách này, thì em chỉ nghĩ việc đó thôi, còn em chưa ra quyết định. Còn nếu mà em đã nói là dao ấy, là chắc chắn em phải bỏ tiền để mua luôn đấy. Nào. Học xong Hán ngữ 1, bây giờ quên hết rồi, phải làm nào ôn lại. Không đến nỗi quên hết đâu Vân Bùi ạ. Em cứ về tầm bài 4, bài 5 anh dạy là đẹp. Sau đó thì nó sẽ hồi lại hết thôi. 1.500 câu chuyện có không thầy, bao nhiêu tiền vậy? 1.500 câu chuyện chữ Hán là nó nằm trong chương trình online mà anh Châu dạy hiện giờ trong bộ Hán mới ấy. Là 1 triệu 2 cho Hán 1 đến Hán 4 ấy. Thì em mua cái bộ chương trình online đấy là ok. Trang thư nhé. Em truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online. Em mới đăng ký N44, mua cả quyển Hán 1 và 2 CD. Em học trước ở nhà, theo đó có được không? Vì tận tháng 9 mới học. Hoàn toàn được Trang Mập nhé. Hoàn toàn được. Nhớ bật cái đĩa mà anh Châu dạy Hán 1 lên. Xem cái đĩa đấy mới hiệu nghiệm. Chứ còn MP3 không ăn thua. Em nghe hiểu nói ra khó quá. Bạn này bạn bị kém về nói. Thì ở trên lớp lý do là giáo viên khi dạy không cho các bạn nói nhiều, không bắt bạn dịch nhiều thì bạn ngại, bạn ngượng mà không có thói quen. Đó. Thì bây giờ làm thế nào? Thì phải nói nhiều hơn thôi. Thì bạn phải đọc cái nội dung bài khóa nhé, tóm tắt bằng ý, gấp một hợp đó lại, tóm tắt bằng ý cách nói của mình, xong quay clip mang lên cho giáo viên chấm là ok. Nếu các bạn học chương trình online của mình là giáo viên họ tự giải quyết vấn đề đấy cho bạn. À, làm việc ở Đài Loan em nói thì ok nhưng em không biết viết và muốn học bảng chữ cái. Học viết ở YouTube có được không anh? Có đấy, chương trình online của anh là dạy chuyên về viết nhiều. À, nắng ấm xa dần, truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online, mua khóa học đấy là xong. Phần viết chữ là ổn. Em chỉ muốn bài giảng quyển 5 có được không? Có. À bây giờ có bài giảng quyển 5 rồi đấy. Em chuyển khoản đi mà học Minh Thúy á. Bây giờ riêng của Hà Nam là 700.000. Thời gian tới chắc tăng. Em mới học mà nó không nhớ được từ vựng. Có phải kém quá không? Không phải đâu. Từ vựng không nhớ được là do giáo viên thì dạy ngu. Tức là giáo viên phải tách ra chữ đấy gồm những bộ gì hợp thành, câu chuyện về chữ đấy là gì. Bắt em làm bài tập, bắt đọc bài khóa, làm đi làm lại nhiều lần, ít nhất là 6 lần nhé. Thì mới nhớ được. Còn giáo viên họ mà không làm đủ cái quy trình đấy cho bọn em, mà em lười nữa thì chắc chết. Tiếng Trung không 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 phải là đơn giản đâu. Mình lười phát là không ăn thua. Sao lại Châu Tợ Úy nhỉ? Chắc viết nhầm rồi em ơi. Ừ. Sinh viên năm 3 khoa tiếng Trung, thầy khuyên vào thời điểm này cần thi HK chưa? Vì em được biết HK chỉ có giá trị trong 2 năm. Thi chứ. Thi HK đi em ơi. Oanh Nguyên ạ. Còn về sau ấy, không người ta không hỏi đến bằng của em đâu. Người ta hỏi trình độ thật của em. Nhưng em thi HK thì em sẽ biết em đang nằm ở đoạn nào. Em sang Tây học 1 năm. Hán ngữ thế ạ. Sau 1 năm đó em sẽ đạt được HK 5 không thầy? Không dám chắc. Có rất nhiều bạn từ Trung Quốc về thì đã gặp anh Châu và bắt anh Châu dạy lại. Bởi vì sang đấy nó có một cái nhược điểm là người ta toàn giảng vào tiếng Trung và tiếng Anh. Bạn nào tiếng Trung nó ngu, tiếng Anh nó không biết nữa thì chắc chết luôn. Về Tết lại gặp anh Châu, bố mẹ đã dắt đến bắt anh Châu dạy Tết, bắt anh Châu dạy hè, xong để quay sang. Còn nếu mà ở ở tại Việt Nam em đã học tương đối tốt rồi, hoặc là đã học cùng với anh rồi, hoặc học chương trình online của anh rồi thì em rất chắc. Xong đấy em phát triển nó dễ mà. Thậm chí còn có học bổng. Thanh mẫu vận mẫu trang 45 quyển giáo trình mới có phần nhầm lẫn kết hợp giữa Y và W. Thầy xem đi. Ôi trời ơi, quyển ấy lỗi đầy ấy mà. Anh đang làm việc với nhà xuất bản, anh yêu cầu nó sửa rồi. À, chắc phải đợt sau nữa thì nó mới sửa bản tốt được em ạ. Lỗi đầy, nhiều lắm. Sách sách nào mà chẳng có lỗi. Anh Châu cũng có lỗi này, anh Châu nói sai đầy. Xẻng nhau, anh vừa trả lời rồi nhá. Không trả lời nữa nhé. Quên hết rồi, lại đi học lại thôi. Tháng 9 này em đi học. Nhưng muốn thầy dạy thôi. Ok. Có lớp anh dạy, có lớp các cô giáo khác dạy. Nếu em cảm thấy thích anh thì
Bảo Lễ Tân là cho học lớp của anh Châu dạy ấy. Học thuộc 214 bộ thủ chữ Hán có thể nói được tiếng Trung không? Không, chả liên quan. Bộ thủ chữ Hán liên quan đến việc nhớ chữ Hán. Thế thôi. Còn học thuộc cùng lúc 214 cũng không giải quyết được chữ Hán luôn. Chứ chả giải quyết được cái gì luôn. Tại vì mỗi một ngày ấy, trên một buổi học online hoặc là tại lớp ấy, anh chỉ nhét vào não em khoảng độ 10 bộ thôi. Thì em nhớ dần mới nhớ được. Chứ cùng lúc em học 214 bộ đơn lẻ nó không vào chữ nào, chả giải quyết được gì. Từ Hán 2 đến Hán 6 trung tâm cần bao nhiêu thời gian? Nhanh thì cũng phải hơn năm. Trung tâm này dạy chậm chắc. Bọn anh đi theo trường phái chất đắc. Không không đi theo trường phái tốc độ đâu. Nghe nhạc Trung giờ học tiếng Trung thì bắt đầu từ đâu? Phát âm chữ Hán. Em lên trên YouTube gõ học phát âm tiếng Trung cách ra Phạm Dương Châu sẽ giải. Còn nếu muốn học sâu lên nữa thì mua chương trình online của anh. Truy cập trang tiếng Trung.vn mục khóa học tiếng Trung online. Quyển sổ tay nghề học tiếng Hoa cho em tên tác giả. Đây, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục nhé. Qua tiếng Trung.vn mua mà mua hoặc là chuyển khoản bọn anh chuyển qua cho. Động lực học tiếng Trung. Anh vừa nói chuyện về động lực ở Thùy Trang nhé. Nói từ nãy rồi. Coi lại đi. À, em chào chào anh Lê Dũng. Chào Tùng Việt. Em đang học đến cuốn 4 của anh rồi. Mua cuốn 5 thì mua bao nhiêu tiền? 700 nghìn. Tùng Việt chuyển khoản là ngày mai học được luôn nhé. Cho em hỏi cách nào học tiếng Trung nhanh mà lại nghe nói được không? Nhanh nhé. Nhanh thì tất cả đều là do cái phản xạ do thầy dạy mình. Ví dụ em học tại tiếng Trung.vn thì anh bắt em phải nói liên tục, bắt em dịch liên tục thì nó tạo thành phản xạ. Online thế thôi, em phải quay lại cái bài em nói gửi cho giáo viên chấm thì nó ok thôi. Xẻng cũng có nghĩa là nghĩ, đúng, có nghĩa đó. Ví dụ nhé, uống xẻng đến cay quế chia, tao nghĩ mày nên về nhà. Học bố nhả hay hơn hay hán ngữ hay hơn, hay hán ngữ hay hơn em ạ? Bởi vì bố giảng nó nhanh quá, nó gấp quá và nó cuống cuồng quá. Nó có thêm một cái nhược điểm nữa là ngữ pháp của nó lởm. Nên dẫn là những người học bố giảng lại chạy về học Hán ngữ của anh rất là nhiều. Họ không theo nổi, nó căng quá. Học 4 quyển Hán ngữ cũ xong rồi, quyển 5 học mới được không anh? Hoàn toàn được, hai bộ nó liên thông với nhau mà. Nó không chênh nhau nhiều đâu. Em mua chương trình Hán 5 đi được rồi đấy. Ra Hán 5 rồi đấy. 700 nghìn, chuyển khoản đi rồi mai sẽ có người đưa pass cho học. Nếu em nghe từ mà không hiểu thì biết tra từ như thế nào, vì các từ điển có tra bằng cách viết chữ hoặc nếu có thu âm giọng nói cũng không chuẩn. Bài câu hỏi của em này thì em phải giải quyết bằng cách là học một cách bài bản thôi. Em đừng đốt cháy giai đoạn. Em cày hết cho anh 6 quyển này nhé. Nó nói từ gì cũng ok hết. Bởi vì từ vựng mình thiếu. Bây giờ ngồi nghe đến mà tra thì cũng mệt. Còn không ấy thì anh còn có một cách nữa thì anh để cái quyển từ điển Hán Việt bên cạnh hoặc là đây anh hay sử dụng luôn điện thoại di động, anh tự bấm 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 ra anh nghe thoáng thoáng, ví dụ nó nói là cái từ lì mao chẳng hạn đấy, thế anh gõ lời mờ ao mao xong xem nó nghĩa là gì cũng được nhá. Em chào thầy, mỗi lần được nghe thầy giảng trực tiếp là học viên tụi em có động lực tích cực, cảm ơn Tường Vi. Ngành cơ khí tiếng Trung nói là gì? Em muốn sang Trung Quốc lắm nhưng phải làm giấy phép. Giấy phép thì em inbox cho anh có một người anh chuyên làm cái mảng này đáng tin cậy sẽ giúp em được. Làm trong công ty dệt kim thì cần học Hán ngữ mấy? Ít nhất là Hán ngữ 4 vì nó liên quan đến chuyên ngành rồi mà. Tập viết từng từ mới hay viết câu, viết cả câu em ơi. Đầu tiên viết từ một lần thôi, xong rồi viết cả câu, viết cả hội thoại để mình nhớ cả ngữ pháp luôn. Không nghe được thầy nói gì cả, tắt đi tí nữa bật lại sau cũng được. Tại vì đằng nào anh thu lại thành clip cho bọn em mà, lo gì. Anh ơi, em học bố giả 2 rồi nhưng học rồi lại quên hết chữ. Thì nên học phương pháp nào để nhớ chữ lâu? Về phương pháp nhớ chữ lâu thì anh là người trùm của Việt Nam về cái phương pháp nhớ chữ rồi. Anh đẻ ra cái phương pháp là 1.500 chữ Hán qua câu chuyện. Em mua cái chương trình học online của anh ấy. Truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online. Em mua chương trình đấy là ok. Là trong đó có hết rồi nhé. Không gì phải ngại, cái chương trình online đấy thì nó sẽ giúp cho em viết tốt. Tại vì anh làm mà mỗi chữ Hán sẽ là một câu chuyện. Con người nhớ được hình ảnh tốt này, câu chuyện tốt này. Đó. Tại vì anh cũng làm thằng nhớ chữ kém, thế anh phải tìm cái cách để nhớ. Em muốn học từ đầu nhưng không biết làm thế nào, em đang ở Loan. Bắc Vũ, truy cập trang tiếng Trung.vn, mục khóa học tiếng Trung online. Mua chương trình đấy, hoặc em nhờ người nhà em chuyển khoản. Bọn anh sẽ đưa cho em cái pass để em có thể học được.
Hai học tiếng Anh và tiếng Trung rồi tẩu hỏa nhập ma không anh? Nếu bị lẫn như vậy cách xử lý như nào? Anh chính là một người học cả hai ngoại ngữ này. Anh học tiếng Anh trước, tiếng Trung sau thì thời gian đầu nó cứ bị lẫn hai cái với nhau. Thì lúc đó anh bỏ hẳn tiếng Anh. Anh bỏ một thời gian, anh tập trung vào tiếng Trung. Khi mà đến quyển 2, quyển 3 rồi thì lúc anh quay ngược lại tiếng Anh thì thấy ổn. Tới lúc đầu là tiếng Trung nó chưa có gỗ gốc, chưa có dễ, thế là mình phải dành thời gian cho nó nhé. Quyển 3 không có phiên âm, học hơi bị ngợp. Chữ giải quyết bài khóa như thế nào? Không bị chán nản. Yến Ốc mua cái chương trình online của anh Châu ấy, hắn ba. Thì khi mà em có đấy rồi thì anh Châu anh đọc cho mình nữa luôn. Thì mình đỡ mất thời gian đi tìm từ. Tại sao anh lại làm cái chương trình online rất kỹ? Anh đọc cả bài khóa, dịch bài khóa, làm hết bài tập cho bọn em. Thì để bọn em đứng trên vai anh thì bọn em nhàn. Bọn em không mất công đi tìm từ nhiều thì bọn em đỡ cảm thấy chán. Vì bản thân anh là người giảng của hán 3, hán 4, hán 5, 6 mà anh cũng cảm thấy nó rất là nhiều từ, rất là vất vả. Anh là giáo viên mà anh học còn căng như thế, huống hồ là bọn em. Vậy bọn em phải dựa vào cái chương trình online của anh để làm sao để giảm cái thời gian tra từ đi. Gặp trực tiếp thầy học, em thích nghe thầy dạy vì cái tiếng của thầy nó cứ văng vẳng trong đầu, thích cách giảng dạy của thầy. Cảm ơn Ngọc Việt nhé. Cứ like nhiều, comment nhiều, share nhiều là anh cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì anh sống bằng like, comment và share mà. Đời anh ngoài việc dạy học chả còn một cái thú gì khác. Anh chẳng thích đi chơi, anh chả thích cà phê, anh không thích nhậu nhẹt. Anh chỉ thích dạy và học thôi. Ok. Chào Đỗ Té đi nhá. Em đăng ký thành viên học trên nhóm kín Facebook mà vẫn chưa được xác nhận thầy ạ. Em đã đóng tiền chưa lệ? Nếu em đóng tiền rồi thì inbox cho anh cái ảnh đóng tiền ấy. Hoặc là sáng mai em gọi 0944004400. Người ta xác nhận nếu em đã đóng tiền học phí rồi thì người ta sẽ mới cho em vào nhóm. Chứ không phải ấn vào mà tự nhiên được vào đâu. Làm sao để phát âm chuẩn được thầy ơi? Để phát âm chuẩn thì em truy cập vào YouTube, em gõ là học phát âm tiếng Trung. Học phát âm tiếng Trung nhé. Học phát âm tiếng Trung. Thì khi mà em truy cập vào đó thì nó ghi là Phạm Dương Châu ấy. Đấy thì ok. Thì là phần pháp nó đơn giản lắm. Anh dạy với anh thì mỗi người có một trường phái dạy. Anh thì dạy theo cái trường phái nông dân. Tức là những cái người nào ít học nhất cũng có thể học được. Bởi vì anh chắt lọc tất cả cái đám, cả một quyển sách nhé. Nó viết rất là dài, dài kinh khủng luôn. Thì ví dụ nó viết 10 câu ấy thì anh chỉ tóm tắt lại trong vòng khoảng 2-3 từ gì đấy. Thì lưu ý thấy bọn em học nó đơn giản, dễ hiểu. Chứ còn nhiều khi là người ta viết theo kiểu academy nó rất khó hiểu, khó nhớ. Bọn Hồng Kông nói tiếng Quảng liệu em có nghe được không? Thì em bảo cho nó là sư phụ thông khoa bà. Mày nói tiếng phổ thông cho tao. Thế là nói tiếng phổ thông. Tại vì bọn Hồng Kông bây giờ nó đến trường là nó bị bắt phải học tiếng phổ thông đấy. Bởi vì bây giờ Hồng Kông nó về trở về với Trung Quốc rồi mà. Em sang tiếng Trung quê bên Đài Loan làm sao dễ dàng tiếp cận chữ giản thể. Giản hay phồn thì cũng chả có gì đáng sợ. Cách sử dụng là em sử dụng điện thoại nhé. À, kể cho bọn em câu chuyện nữa là anh đã mua được con iPhone nào 6S rồi. Ngày mai, ngày kia gì đấy, ngày kia đi. Anh sẽ làm một cái quay phim màn hình của iPhone. Thì sẽ hướng dẫn bọn em luôn cả các cách là gõ phiên âm nó hiện ra chữ Hán. Thích giản được, thích phồn thể cũng được. Nên là câu chuyện giản thể phồn thể bây giờ bọn em không phải lăn tăn nhiều. Bởi vì đằng nào mình gõ phiên âm nó cũng dẫn ra cơ mà. Bây giờ thì anh đã làm được cái hướng dẫn bằng điện thoại Android rồi. Thì 2 hôm nữa anh làm cho cái về iPhone nữa là ok. Em viết chữ xấu như gà bới có cách nào luyện cho chữ đẹp không? Chữ đẹp thì nó đây này, trong mỗi cái quyển này thì nó cái quyển Hán ngữ ấy, của bọn em ấy, cuối mỗi bài nó có phần dạy viết ấy, thì bọn em viết theo đấy nó sẽ đẹp nhé. Hoặc là nếu muốn vẽ đẹp nữa thì lên YouTube gõ Đại Thư Pháp Điền Anh Trương cách ra Phạm Dương Châu thì sẽ ra cái người viết đẹp nhất của Trung Quốc còn sống và anh Châu dịch nó sang tiếng Việt rồi, thì bọn em học theo thầy ấy là ok khoảng 30 phút. Học tiếng Trung tại nhà cần những quyển sách gì? Đây, bộ Hán ngữ 6 tập này. Ok. Đó. Và mua cái chương trình online của anh Châu là tạm ổn rồi. Còn cần thiết mua thêm quyển gì lúc đấy phần nào đuối thì hỏi anh sau. Khi ngáp phát âm thanh 1, thanh 4, chữ đơn thì dễ, nhưng ghép thì hầu như em không phân biệt được có chú trọng thanh không. Cảm ơn anh. Đây nhá. Thanh 1 là gì? Pua. Thanh 4 là pua. Ngay từ lúc học ban đầu ấy, nhiều giáo viên người ta không quan tâm đến việc đó, dẫn đến học trò là bị ú ớ và kể cả học trò cũng lười nữa, không chịu tập trung nên về sau nghe chả biết thanh nào với thanh nào. Đây nhá, bọn em nhìn này, thanh 1 hai nhịp kéo ngang ra, pua. Thanh 4 một nhịp quát, pua. Lâu lắm rồi không gặp Vương Đỗ.
Anh khỏe, Vương Đỗ khỏe không? Ừ. Vương Đỗ giờ làm gì? À. Bước đầu học viết tiếng Trung có cần học những gì? Em đang lên Đài Loan muốn tự học có được không? Trường đều thì em mua cái chương trình online của anh. Thì anh sẽ dạy từ bài 1 cho đến bài 2, 3, 4, 5, 6. Dần dần như thế. Và anh dạy từng nét, viết nét nào trước, nét nào sau, câu chuyện về chữ là gì thì em sẽ ngấm được. Chứ riêng chữ Hán mà không có thầy hướng dẫn thì chắc chết. Tự học kiểu gì bây giờ? Mà tự học mất 10 năm, gặp thầy mất 1 tháng. Thế thì tại sao phải tự nhiên lại làm cái việc ngu xuẩn đấy? Online thì nghe giảng trực tiếp hay là thế nào? Anh quay thành các clip chân tình ấy. Từ Hán 1 cho đến Hán 5. Thì em cứ kích vào từng bài em học. Sau khi em học rồi nhá, xong rồi em phải làm bài tập, xong rồi quay clip ngược lại, xong rồi nộp lên trên nhóm và giáo viên người ta chấm điểm cho em. Đó. Đấy, quy trình học online là như vậy. Thầy xem các vũ khí cho iOS nhé. Ok. À, ngày kia ngày anh mua iOS rồi đấy, anh mua iPhone 6S rồi đấy, nhưng mà ngày kia thì mới bắt đầu làm được, mấy hôm nay anh bận quá. Học tiếng Trung xong bây giờ đi Nhật. Đi Nhật dùng Kanji cũng được mà em. Ngon. Em bên loài muốn học viết thì làm như nào? Thành truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online nhé. Thì ở trong đấy nó có cái dạy hướng dẫn về khóa học online. Trong đấy dạy anh là một người mạnh về dạy viết. Anh rất mạnh về dạy viết. Tức là bọn em nhớ chữ được, giúp bọn em nhớ chữ được. Thì đấy là anh làm thành cái bộ 1.500 chữ Hán qua câu chuyện ấy. Đấy. Mua được chương trình online thì Nguyễn Duy Thảo truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online. Em chuyển khoản xong là bọn anh chuyển tài liệu thôi nhé. Chỉ cần chuyển khoản là học được, đúng không? Đúng không? Bọn anh đưa cho em một cái nick pack, thế em truy cập vào em học thôi. Khó khăn gì đâu. Bây giờ được hay công nghệ nó đã rất là hiện đại rồi nhé. Nên là bọn em cứ bình tĩnh mà học. Nguyễn Dũng FC, cảm ơn Nguyễn Dũng nhé. À, cảm ơn trường đấy à. Toàn nói chữ Hán vẫn dốt như xưa. À, chữ Hán thì bởi vì muốn chữ Hán mà chỉ nói thì không ăn thua, phải viết. Anh hay viết đó, viết một từ ra, à, sau đó anh viết cả câu ra, viết đoạn văn. À, nhưng mà anh trước đó anh phải tách được cái chữ đấy gồm bộ gì và câu chuyện về chữ đó là gì. À. Khóa học online hiện giờ là Hán 1-2 loại mới là 700.000, còn 1-2-3-4 thì là 1.200.000, tiết kiệm được khoảng 200. À, học online trên điện thoại có được không? Được. Nắng ấm xa dần. Để sau khi truy cập cứ có mạng là ấn vào xem thôi. Nhóm lớp học online VIP có bạn nào học giỏi giỏi kết bạn với tớ đi, kèm tớ học nhé. Học chữ nhìn thấy ok nhưng nghe thì mình chưa nhanh. Đang học sang Hán 2, cảm ơn các bạn. Chào bạn Mốc Sinh. Cái này thì Mốc Sinh phải lên trong nhóm nội bộ mình. Mốc Sinh kêu chứ kêu ở đây thì ăn thua gì, kêu đây thì toàn những người lang quang ở đâu đó. Học online thì mình tự học chủ động theo thời gian của mình. Đúng, Hương Mario. Lúc em thích thì em bật em xem thôi. Nhưng mà nói chung là đều đều mỗi hôm cày bài thì ngon. Chứ còn bỏ lâu chán lắm, sau đấy mình quay lại mình lười. Em hỏi muốn mua sách học tiếng Trung và học chữ Latin có không? Học chữ học tiếng Trung thì bọn anh dạy một cách bài bản nên anh không dạy theo kiểu bồi. Nên là xin lỗi em, Latin có nhưng bọn anh có bắt phải học cả chữ Hán. Em nhớ chữ Hán khá ok nhưng nghe không chuẩn, không thuận, không bắn được nghĩa tiếng Việt. Mốc Sinh phải xem nhiều phim rồi nhé. Tại vốn từ mới từ Hán 1 đến 2 thì ăn thua gì. Học lên cho anh Hán 4 đi. Sau đó thì xem phim nhiều vào. Thì cái vốn từ nó sẽ tăng dần lên. Và sau đó phải cài các cái vũ khí học tiếng Trung. Lên YouTube gõ các vũ khí học tiếng Trung qua điện thoại. Thì sử dụng các điện cái phần mềm anh Châu nói. Thì để còn dịch còn tra. Thì nó sẽ khả năng nghe lên rất nhanh. Khóa học online thì em thích học bao lâu thì em học. Mỗi clip em xem bét nhè 30 lần cơ mà. Có thể 1 năm, 2 năm tùy em. Học viết theo chương trình online thì khoảng bao nhiêu lâu thì viết ok? Nhanh cũng phải tầm 5 thành ạ. Bởi vì khối lượng kiến thức rất là dài và rất là nhiều. Anh sẽ cố gắng live stream thêm 5 phút nữa. Bọn em muốn hỏi gì hỏi nhanh nhé. Khoảng 5 phút nữa thì anh sẽ tắt. Và sau đó thì bọn em muốn hỏi gì cứ hỏi bên dưới. Tí đi anh tắm táp xong thì anh có thể trả lời sau thêm cho bọn em được nhé. Gặp chữ nào ngoài đường đương nhiên em nhớ. Chữ những nào ít gặp là em hay nhanh quên. Thế thì bây giờ phải làm cho nó gặp nhiều lên. Mỗi một chữ Hán anh đều yêu cầu học trò phải 6 lần. Đúng nhá, mình đọc bài khóa được một lần này. Đặt câu với từ vựng được 2 lần này, làm bài tập 3 lần này, hôm sau đến ông Châu bắt ôn 2 lần, 5 lần này, lâu lâu lại quay lại hỏi phát nữa 6 lần. Thì nó nhớ, một hai lần không nhớ được đâu. Nhiều bạn cứ bảo là tại sao không nhớ, không nhớ bởi vì số lần của ông chưa đủ. Ít nhất phải là 6 lần, ít nhất hơn là không có nhớ được. 6 lần dành cho người thông minh nhé. Còn các bạn nó đần đần thì phải nhiều hơn nữa thì mới nhớ được.
Em mua khóa học online rồi thì có được tải bài giảng của thầy về xem không? Em chưa học online nên không biết. Chương trình online thì hiện giờ nó đang ở trên web thì xem trực tiếp ở trên web thôi. Chào bạn Đào Anh đẹp trai. Đào Anh là một bạn mà mình mới quen nhưng mà rất là đẹp trai, giàu có, sếp to của bên Viettel. Bạn Hoa Lễ Tân xinh quá anh ạ. À đúng rồi, Hoa rất là xinh, xinh nhất trung tâm luôn. Mà Hoa hình như chưa có người yêu. Phạm Gia Tâm nhảy vào mà tán nhé. Hôm nay rất ngạc nhiên là có bạn Việt Anh, bạn ấy vào đây, Đào Việt Anh đúng không? Có những bộ tên giống nhau không nhớ kiểu gì hả thầy? Tên giống nhau không? Chả bộ nào tên giống nhau đâu, chỉ có một bộ có nhiều biến thể, ví dụ bộ đao có 4 biến thể chẳng hạn thì có, chứ còn một bộ có nhiều tên khác nhau, thường 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 là người ta đọc chệch kiểu giọng nam giọng bắc ấy, thì nó chỉ đến hai tên thôi chứ không thể nhiều quá được đâu em ơi. Anh ơi, em muốn học viết chữ mà tự học thì không biết viết thế nào. Nguyễn Tuyết Anh. À Nguyễn Tuyết thì em truy cập vào trang tiếng trung.vn, một khóa học tiếng Trung online, mua khóa đấy. Trong đấy thì anh chuyên dạy về viết luôn, anh nói rất nhiều về các câu chuyện chữ Hán thì em ok phần viết thôi. Không, tức là tóm lại là chăm và có phương pháp là ok, nhưng cũng không đến nỗi là bế tắc về môn viết đâu. Anh đã dành ra 6 năm chỉ để giải quyết vấn đề đó, bởi vì anh thấy là mọi người chết phần viết. Anh ngày xưa cũng chết, thế nên anh phải cố gắng anh làm cái đó tốt để cho bọn em. Chúng ta còn thêm 1 phút nữa nhé. Anh dành cho một câu hỏi cuối cùng. Em muốn học giao tiếp thì phải làm thế nào? Trương Quốc Cường truy cập vào trang tiếng trung.vn, một khóa học tiếng Trung online, mua cái khóa học online đấy là xong. Chuyển khoản là ok. Anh sẽ dành cho bọn em một câu hỏi cuối cùng. Trước khi mà anh tắt, bạn đứa nào muốn hỏi thì hỏi luôn nhé. Còn nếu như mà không có bạn nào hỏi nữa thì anh sẽ dừng ở đây. Và chúc bọn em ngủ ngon. Tầm khoảng giữa tuần đi, tầm thứ năm, thứ tư, thứ năm gì đấy thì anh sẽ làm thêm một cái live stream cho các bạn. Em lên YouTube toàn tìm video của thầy, cảm ơn thầy. Em chưa biết gì về tiếng Hoa mà em muốn nghe nói đọc viết thì có được không? Nguyễn Tiến Anh truy cập vào trang tiếng trung.vn, một khóa học tiếng Trung online, mua chương trình đó là trong đấy có đủ. Cứ đi từng bước một nhé. Bài 1, bài 2, bài 3, hán 1, hán 2, hán 3. Anh may quá, anh làm được xong hán 5 rồi. Hôm nay chúc mừng bọn em là sau khi bọn em học hết hán 5 là thi chắc chắn đỗ được 2K4 rồi nhé. Thời gian tới anh làm tiếp hán 6 nữa là bọn em thi còn được điểm cao hơn nữa. Mua sách về nhà học viết hay là đăng ký học online hơn? Tất nhiên phải đăng ký học online chứ. Còn sách nó đâu giải quyết được việc đó. Sách nó chả nói gì về việc viết chữ hết. Nói một câu trước khi cắt đi. Được tí anh nói. Học hết hán 6 thì trình độ có bằng sinh viên ngoại ngữ ra trường không? Bọn sinh viên ngoại ngữ ra trường nó phải học cao lên chứ một chút em ạ. Tùy, ngoại thương thì bóp mũi được, ngoại thương thì học chương trình vớ vẩn lắm. Còn ngoại ngữ thì nó học khá chắc. Nhưng mà nói chung là em cứ hết Hán ngữ 6 nhé. Hết khối giả trung cấp 2 nhé. Quá ngon. Đi dịch được rồi, chả cần phải lăn tăn, chả biết sợ thằng nào là gì nữa. Ok. Anh vừa mới trả lời xong câu hỏi cuối cùng của bọn em. Bây giờ chúc bọn em ngủ ngon. Nào, quản an. Chết chết. Còn bọn em cần hỏi gì thì cứ hỏi thêm, thì anh tắm xong rồi anh rảnh thì anh trả lời bọn em. Thứ tư hoặc thứ năm thì anh sẽ làm thêm cái live stream cho bọn em. Một tuần chúng mình sẽ có 2 lần live stream nhé. Cần hỏi gì sẽ hỏi trên nào. Ok. Chúc bọn em ngủ ngon. Chết chết.